Em Thanh gửi lời chào tới toàn thể các bác nha. Trong clip này em Thanh lên sóng với anh em một đôi loa của thương hiệu 4 Acoustic. Đây là một trong những đôi loa phân khúc cao cấp rồi các bác nha, rất cao cấp. Đôi loa này cũng được cơ số như anh em bán hàng đã có cái review giới thiệu về đôi loa này. Em Thanh cũng rất là vinh dự hôm nay cũng được giới thiệu đôi loa 4 Acoustic này tới toàn thể anh em. Một đôi loa thực sự rất chất lượng. Nó chất lượng từ thương hiệu tới những cái thiết kế của nó cực kỳ là xịn sò và cao cấp luôn. Con này thì của em đây là không phải là hàng mới đâu anh em nhé. Con này của em đây là nó là hàng mà em có thu được của một bác khách do nhu cầu là bác có nâng cấp sang một đôi loa công suất nó yếu hơn. Còn con này công suất của nó quá khỏe luôn anh em ạ, quá mạnh. Thế là sau một thời gian trải nghiệm thì bác cũng xin chịu thua. Đấy là bác nâng cấp sang một cái đôi loa nó yếu hơn để đánh phù hợp với không gian phòng. Đã anh em thấy là chọn loa nó quyết định rất là nhiều. Đấy, không gian phòng bé quá mà chúng ta chơi những đôi loa quá chuyên nghiệp, quá đẳng cấp và quá là mạnh như thế này, đôi khi nó sẽ không phù hợp. Rồi, đôi loa này nó có cái gì mà bác khách lại bảo là nó lại không phù hợp? Em sẽ quay để anh em mình xem thông số phía bên sau đó nhé. Với độ mới thì con này nó sẽ mới được 95%. Rồi chúng ta đến với mã của loa. Cái mã loa của chúng ta là SI. Đầu tiên là có 4 Acoustic này, SI 12 Pro Audio Germany. Đây là một đôi loa thương hiệu của Đức. Đó, anh em nhé, một đôi loa thương hiệu của Đức chắc chắn rồi. Rồi, có tem của 4 Acoustic ở đây. Đầu vào là hai răng New Check này. Đó, chúng ta đọc thông số cho em này. Công suất ghi này 500W RMS. Đó, tức là RMS đã là 500W. Program 1000 và bass của nó lên đến 2000 và đánh ở 8 ohm. Đó, anh em thấy không? Nó khủng khiếp chưa? Quá khủng khiếp. Và cái thiết kế của con này anh em có thể nhìn này, nó làm cực kỳ tỉ mỉ luôn, từ những cái góc bo đó rất là đẹp, đúng không ạ? Cực kỳ đẹp luôn. Đấy, rất là hoàn thiện. Em đánh giá cái độ hoàn thiện của đôi loa này rất là cao. Có thể nó là một trong những cái dòng phân khúc cao cấp rồi, thì đâm ra là những cái điều đó nó phải có anh em. Chứ cao cấp mà đến cái hoàn thiện còn không làm được thì làm sao gọi là cao cấp, đúng không hả anh em? Đó, các bác. Đấy. Lưới tản nhiệt rất là cứng. Đấy. Cứng cực kỳ luôn. Ấn rồi. Cứng đều đều. Nó có cái độ nhún này nhưng mà kiểu nó cứng. Nó cứng hơn những cái mà lưới bình thường. Nha. Đấy. 4 là có tích logo rất là đẹp ở giữa đây. Rất là sang. Logo này anh em mình có thể xoay được. Rồi, không làm mất thời gian của anh em. Em đã mổ bụng nó ra rồi. Mổ bụng nó ra để cùng với anh em mình quan sát bên trong. Đó. Nhìn thoáng qua thôi. Đấy, chúng ta không biết ba tép này nó có ghi gì, chúng ta chưa để ý, chúng ta nhìn không là chúng ta đã biết là gì. Con này nó sở hữu một con bát của BNC. Đấy, kiểu với dòng của BNC. Và một con chép này cũng của BNC Note luôn. Đó, em sẽ giới thiệu trước về con bát. Rồi, ở đây chúng ta có một vài cái thông tin. Đấy. Xin mời anh em. Nó có ghi, nó có một cái tem 4 ở đây. Đó, nó có những cái thông tin sau. Đấy, Stage này. Đấy, Toner Germany STG 12Q. Đấy, ở đây nó cũng có cái thông tin của cái tên này. Em cũng thực sự với các bạn là cũng chưa biết cái tên này nó là cái gì, có thể là cái hãng sản xuất con bát này chăng, thì mình cũng chưa tìm hiểu. www.stagetoner.de Germany, trang web của Đức, anh em có thể tham khảo. Đấy, anh em nhìn này, con bát của nó đẳng cấp không? Đấy, quá đẳng cấp luôn. Đấy. Rồi, đến cái màng của con bát, anh em nhìn này. Con này nó là màng giấy nhưng được phủ keo toàn bộ màng. Và gân nó là gân hai sóng. Đó, anh em nhìn cái màng mà được phủ keo thì anh em biết là chịu đòn, chịu nước. Đấy, rất là bể luôn. Đấy là một vài thông tin của con loa, của con bát loa. Nhá, rất là đẹp, của BNC. Rồi. Tiếp theo này.
đến con chép của nó thì anh em lại càng ấn tượng hơn. Con chép của nó rất to anh em nhá. Và thông tin của nó đây. Starge con Gemali cờ Đức này. Đấy, trang web này, mã vạch này, mã của con chép này. Đấy, Gemali. Đấy. Và con cả tem phò ở đây. Và con này là chép bự côn 75. Thế nên là nó cái phễu này của nó bằng sắt nha anh em nhá. Không phải lý do gì mà phễu nó lại bằng sắt đâu, vì nó phải chịu đòn cái thằng này, nó nặng như thế này. Mà không bằng sắt bằng nhựa thì có mà gãy ngay, đúng không? Đấy. Độ phủ 80 độ và 50 độ. Wow, rất là ấn tượng. Nói chung là con này với cái nội thất của nó rất là đẹp. Rồi, chúng ta đi tới cho em về chi tiết là bên trong cái thùng loa nhá. Vì con loa này thì bác khách cũng dùng nó được có tầm bác có chia sẻ là hơn một năm một tí. Đấy, nên là bông, anh em nhìn nó còn mới tinh, trắng phau. Đúng không? Đấy. Và em chia sẻ thêm anh em là khi với cái con mắt của em khi mà đã gọi là soi trên dưới khoảng tầm 200-300 đối loại đấy, của các hãng rồi, thì em thấy con này về cái độ hoàn thiện của nó rất là đẹp. Từ bên trong của nó, cái nước sơn của nó rất là đẹp. Và cái gỗ để làm cái loa này thì cũng nghe quảng cáo là gỗ Bạch Dương anh em nhé. Và có mùi thơm rất tây, nếu mà mình ngửi kỹ ở cái khu này nó thơm lắm, không hiểu kiểu gì nhưng nó rất là thơm. Có thể là nó là tiêu chuẩn châu Âu nên là nó phải thơm chứ nó không thối thối như Trung Quốc đấy. Chưa anh em chút thôi đấy, nhưng mà thực tế là như thế đấy, gỗ Việt Nam mình nó còn thối hoắc cơ, gỗ Trung Quốc nó còn thơm hơn, còn gỗ châu Âu thì chắc chắn nó phải thơm hơn nữa rồi. Rồi anh em nhìn tất cả những khung gia cố này của nó này rất là chuyên nghiệp và đẹp mịn màng đấy, rất là đẹp luôn đấy, ở bên trong. Con này là thông hơi trước nha, nên là anh em đánh không sợ ảnh hưởng cộng hưởng rất là nhiều đấy, nó không có ảnh hưởng bởi cộng hưởng đấy. Và con này là phần tần nó rất là to đấy, và phần tần này nó tới 3 cuộn cảm luôn, hai con ba con trở và ba con tụ. Nói chung là con này về cái nội thất em đánh giá là khá là đẹp. Và chất âm thì con này thì em cũng đã được gọi là thưởng thức chất âm của con này với một con đẩy em demo là 900W. Em quánh lên mà em cảm thấy là cực, thực sự là rất là sướng anh em, tiếng hay thật sự luôn. Nhưng mà cái giá tiền của nó hơi mặn thôi. Cái giá tiền của con này thì bác khách trước con mua là còn một xíu nữa là đến 30 triệu anh em ạ. Thế nên là con này mà hàng bán bác có nhờ bán hộ thì giá nó sẽ rẻ đi rất nhiều. Cụ thể là nó sẽ trên 15 triệu và nó sẽ dưới 20 triệu thôi. Đó. Và bật mí với anh em là đôi này thì đã có một bác khách ở Thanh Hóa là đặt cọc cho em là 2 triệu rồi. À, anh em nhé, quay clip này để cho chúng ta cùng biết tới cái ruột gan thôi. Còn loa thì đã có chủ rồi. Em sẽ tạm thời kết thúc clip tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo nhé.